À, bây giờ em làm cái này đúng không? Thì mình vô cái phần nào morning đúng không? Hoặc là morning nè. Morning không 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 morning thì Picanto ha. Dạ. Bài không không? Dạ. Rồi mình làm gì? Đầu tiên là mình sẽ read cái crash ha. Rồi read. Read. Thì nó báo cho anh là demo ok là sao phải không? Demo ok là cái file này nó là ok rồi. Nếu như anh đọc một cái xe mới nó ok. Còn cái xe nào bị nổ tôi khí đúng không? Thì nó sẽ báo là gì? Not ok. Đó, rồi mình làm gì? Ô, từ từ. Lưu phạt cách lại, từ từ, mình đang. Anh chào, anh chào. Tôi liên phạt là từ đó bắt đầu. Đúng rồi á. Thôi từ từ. Tiếp theo là mình gì? Mình clear nè. Erase đi ha. Erase từ gì? Từ nạp. Sao mà mở? Không, từ từ em chưa sửa nha, từ từ. Này, bây giờ nè, để em luôn là file lại cho chắc. Save file đã. Không mà mất hết nè. Picanto bao nhiêu? 9525. Dạ. Gina. Rồi giờ mình chỉnh đúng không? Chỉnh này giờ chỉnh lại đi. Rồi chỉnh lại đi nha, bất kỳ nha, chỉnh nhắm mắt chỉnh lại đi. Đây. Đây. Dạ, rồi nạp được chưa? Nạp nha. Nạp là erase đúng không?